Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Giáo hội Nam Châu xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt của chúng tôi về vụ án Đức Hồng Y George Pell. Kính thưa quý vị và anh chị em, chúng tôi vui mừng loan báo với quý vị và anh chị em rằng lúc 9 giờ 30 sáng thứ Tư ngày 13 tháng 11 năm 2019, hai vị thẩm phán tối cao Pháp viện Úc tại Canberra đã công bố chấp nhận thụ lý đơn kháng cáo của Đức Hồng Y George Pell. Phiên tòa sắp tới của Đức Hồng Y Pell sẽ được xét xử bởi 7 thẩm phán trong vài tháng tới. Tối cao Pháp viện Úc thường bác bỏ khoảng 90% đơn kháng cáo. Tuy nhiên, ngay từ đầu, chúng tôi vẫn lạc quan tin rằng tối cao Pháp viện Úc sẽ chấp nhận đơn kháng cáo của Đức Hồng Y George Pell. Kính thưa quý vị và anh chị em, vụ án này gây nhiều tranh cãi và đã thu hút sự chú ý của công chúng. Và đông đảo người Công giáo cũng như không Công giáo cho rằng Ngài không thể có hành vi lạm dụng tình dục trong giáo đường sau thánh lễ, nơi luôn đông người mà không ai để ý. Các luật sư của Đức Hồng Y Pell đã lập luận rằng hai thẩm phán tòa phúc thẩm ở tiểu bang Victoria đã mắc sai lầm khi họ bác bỏ đơn kháng cáo của Ngài vào tháng 8 vừa qua. Đức Hồng Y Pell được yêu cầu chứng minh rằng mình không thể phạm tội, thay vì theo luật pháp của các quốc gia dân chủ, bên công tố phải chứng minh Ngài có tội. Hôm thứ Ba ngày 12 tháng 11, tối cao Pháp viện Úc cho biết sẽ đưa ra quyết định của mình mà không cần nghe các tranh cãi từ các bên. Điều này thường chỉ xảy ra khi tối cao Pháp viện thấy quyết định của họ là hiển nhiên. Hiển nhiên thứ nhất là bản án của tòa dưới được xã hội đồng tình với các chứng lý không còn tranh biện vào đâu được. Đó không phải là trường hợp bản án của Đức Hồng Y Pell tại Victoria. Hiển nhiên thứ hai, trường hợp của Đức Hồng Y Pell là một ví dụ. Bản án có quá nhiều vấn đề và dư luận xã hội không đồng tình. Nhận định này còn được củng cố bởi chi tiết là quyết định của tối cao Pháp viện Úc sẽ được đưa ra mà không có các lý do được viết thành văn bản. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ vaticantv@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.